Chào cả nhà. Càng về sau này thì càng lúc Quỳnh Hương càng thấy mình ngày càng có duyên nhiều hơn, càng ngày càng thấm sâu hơn với những bài giảng và những đoạn văn của sư ông là Mai Thích Nhất Hạnh. Và mỗi ngày thì Quỳnh Hương có theo dõi một số các cái trang và cứ đọc được những cái đoạn ngắn ngắn, những cái trích đoạn mà các bạn admin của các trang đã chọn lựa từ những cái gì mà gọi là đặc sắc nhất trong những cái quyển sách của sư ông và chuyển đến cho bạn đọc lần sau. Thì trong đó có mình đọc á, mỗi ngày nó giống như cho mình thêm được những cái nguồn năng lượng lành nè, những cái cảm giác bình an nhẹ nhàng và đôi khi là rất là xúc động luôn. Và có thể nói là Quỳnh Hương rất là thích cái cách mà đọc những cái đoạn ngắn hàng ngày như vậy, bởi vì nó phù hợp với những ai mà chưa có đủ cái duyên để tiếp cận bài giảng, những quyển sách trọn vẹn của sư ông. Và đồng thời thì cũng thông qua những cái đoạn mà ngắn nhất và đặc sắc nhất như thế này của một sách thì chúng ta cũng có thể thấy là những cái năng lượng lành của sư ông và cái trí tuệ của sư ông vẫn còn hiện hữu ở đó, mặc dù sư ông cũng đã gọi là lìa xa chúng ta bằng thân vật lý, nhưng mà những cái trí tuệ và năng lượng lành của sư ông thì vẫn còn tiếp tục ở đây len lỏi bằng những cái cách hết sức là vi diệu, tiếp tục đi vào trong đời sống, chạm vào trong sâu những cái ngóc ngách của cái tâm tư tình cảm của con người, để rồi một ngày nào đó khi mà chúng ta hữu duyên được tiếp cận những bài giảng ngắn của sư ông mỗi ngày thì sẽ có một lúc nào đó chúng ta cần đến, và khi chúng ta cần đến ta thấy nó quý giá vô cùng. Chính vì vậy mà ngày hôm nay và nhà máy quy mở ra một cái nhánh bài mới, một cái playlist mới. Ở trong đó thì tụi mình sẽ thể hiện lại những cái trích đoạn, những cái bài giảng ngắn sư ông mà tụi mình học được, đọc được hoặc là lấy ra được hàng ngày ha. Ở trong đó thì Quỳnh Hương sẽ thể hiện dạng là audio, mình đọc đọc trên những cái nền âm nhạc cây nhà lá vườn của bạn Tin, con trai Quỳnh Hương, và hy vọng rằng thì điều này sẽ có thể mang đến cho các bạn những cái giây phút hết sức là nhẹ nhàng. Các bạn vừa có thể làm việc nhà, vừa có thể nhận nha, nghe và thấm từ từ nha. Gửi niềm lành cho tất cả. Mặt trời vẫn còn đó sau đám mây. Chuyên mục những bài học từ sư ông Làng Mai. Sư ông đã giảng rằng có thể có khi con cái không thể truyền thông được với cha mẹ. Tuy ở cùng chung một nhà mà con có cảm tưởng như là cha hay mẹ xa cách vạn dặm. Trong trường hợp đó, cả hai bên, cha mẹ và con, đều khổ. Mỗi bên đều chỉ còn có hiểu lầm, ghét bỏ và xa cách. Cha mẹ và con cái không biết rằng họ cũng có rất nhiều điểm giống nhau. Họ không biết rằng họ đều có khả năng hiểu nhau, tha thứ và thương yêu nhau. Do đó, nhận diện những gì tích cực có sẵn trong mỗi chúng ta để cho sân hận và những hạt giống tiêu cực không thể chế ngự là một điều rất quan trọng. Khi trời mưa, ta nghĩ rằng mặt trời không còn ở đó. Nhưng nếu đi phi cơ, bay lên quá lớp mây, ta lại thấy mặt trời rạng rỡ. Mặt trời luôn luôn còn đó. Khi giận hay tuyệt vọng, thì tình thương yêu cũng vẫn còn ở đó. Khả năng truyền thông, tha thứ và thương yêu vẫn còn đó. Phải tin tưởng như vậy. Ta giàu có hơn là sân hận, ta giàu có hơn là đau khổ. Phải công nhận rằng trong ta còn có khả năng thương yêu, hiểu biết và từ bi. Biết được như vậy thì không còn buồn, không còn tuyệt vọng. Biết rằng tuy trời đang mưa, nhưng mặt trời vẫn còn đâu đó ở trên cao. Mưa sẽ tạnh và trời sẽ nắng. Hãy hy vọng. Nếu bạn còn nhớ được rằng những hạt giống tích cực vẫn còn đó ở trong bạn và trong người kia, thì bạn còn có thể vượt thoát và những gì tốt đẹp nhất trong bạn và người kia sẽ lại phát hiện. Thực tập là để thể hiện điều đó. Thực tập sẽ giúp ta tiếp xúc với ánh sáng mặt trời,
với Bụt, với những gì tốt đẹp trong ta để có thể chuyển đổi tình trạng. Bạn có thể gọi những gì tốt đẹp trong bạn bằng danh từ gì cũng được, danh từ mà bạn quen thuộc trong truyền thống tâm linh của bạn. Trong chiều sâu tâm thức, phải biết rằng ta có khả năng sống hòa bình và an lạc. Hãy giữ vững lòng tin rằng năng lượng của Bụt đang có ở trong ta. Điều duy nhất phải làm là tìm đến sự giúp đỡ của nguồn năng lượng ấy nhờ thực tập theo dõi hơi thở trong chánh niệm, thực tập đi, đứng, nằm, ngồi trong chánh niệm. Sư ông đã viết những lời thật là thương như vậy, và chúng ta lắng nghe những lời dạy từ sư ông cũng sẽ đủ động lực để bắt tay vào thực hành biên mật để cho đời sống của chúng ta an lạc hơn, phải không? Gửi niệm lành cho tất cả. Tháng 11 năm 2022, Lê Đỗ Quỳnh Hương và Mê Quy Team.